Vâng, Dương mong rằng được gặp tất cả anh em chúng ta sớm nhất có thể để cùng lời lại đây để chia sẻ cho tất cả mọi người cái đường cầu D và đường cầu lô. Thì anh chị em chúng ta nào mà tò mò cùng với Dương thì anh chị em chúng ta cùng đi vào chia sẻ và cũng là tham khảo cái đường cầu mà Dương muốn chia sẻ cho anh em. Xin mời anh em. Và trước mặt anh chị em là bảng kết quả thứ 5 ngày 10 ngày mùng 3 tháng 10 năm 2024 anh chị em này. Thì trước vào phân tích và điểm lại cái bảng kết quả này thì cho phép Dương xin gửi lời chào, gửi lời chúc chúc sức khỏe chân thành nhất, chúc cho đại gia đình nhà mình có một tuổi thật là vui vẻ, sức khỏe đầm ấm, an nhiên, hạnh phúc bên gia đình, bên những người thân và người thương của mình anh chị em nhé. Về phần đặc biệt trong buổi tối của ngày mùng 3 tháng 10 năm 2024 anh chị em này, thì có cho mọi người 5 dạng 4, 1, 2, 9, 4, tâm càng 2, đầu 9, đuôi 4, tổng cho mọi người là tổng 3 và đặc biệt là 94 nha mọi người nhé. Về phần giải 7 có 4 chú lô tô nuôi như sau, đó chính là 67, 01, 08 và 58 mọi người này. Về phần đầu đuôi lô tô trong buổi tối của ngày hôm nay, từ đầu 0 cho đến đầu 9 giải rác rất là đồng đều nhé mọi người nhé. Và xuất hiện về phần đặc biệt là có cho mọi người về phần đầu 9, được chưa? Chạm đầu 9 cho mọi người về phần đặc biệt, được chưa? Đầu 0 có cho mọi người 01, 02, 08 này. Đầu 1 có 10, 16, 17. Đầu 2 có 23, 2 nháy và có là 27. Đầu 3 có 32 và 33 kép và 36. Đầu 4 có duy nhất cho mọi người 47. Đầu 5 có 50, 56, 58. Đầu 6 có 61 cho mọi người 2 nháy, 67 và 68 2 nháy nữa mọi người này. Đầu 7 có cho mọi người 72, 73. Đầu 8 có 82 và cuối cùng là 88 kép. Và đầu 9 có cho mọi người đặc biệt là 94 và 96 về phần cuối cùng. Đấy thì mọi người cũng chắc hẳn mọi người cũng đã đều biết rồi đúng không? Thì Dương không điểm qua kỹ càng làm cái gì cả. Dương chỉ điểm sơ lại một lần nữa cho anh em chúng ta tham khảo lại một lần nữa mà thôi, được chưa anh em? Rồi ok anh em, chúng ta cùng quay trở lại cái hình ảnh Zalo ngày hôm nay, khách hàng mà Dương chốt cho em như thế nào. Dương vừa tiện tay Dương chụp luôn nhá. Sau khi ở bảng kết quả quay xong này, mở thưởng xong Dương chụp luôn anh em này. Lúc 18 giờ 33 phút em Trương Phương, được cho anh em chúng ta để ý giờ giấc giúp Dương này. Em gửi lộc hôm qua anh nhé này, lúc 16 giờ 32 phút và Dương có đáp trả lúc 16 giờ 23 phút là anh nhận được rồi em nhé này. Em nhắn là em gửi lộc qua hôm qua anh nhé là lúc 16 giờ 23 và Dương đáp trả luôn nha, anh nhận được rồi. Đấy anh em chúng ta chú ý giờ giấc giúp Dương. Cho em xin số hôm nay chuẩn chuẩn ở nhà anh này. Lúc 16 giờ 23 phút thì Dương có gửi cái bảng kết quả qua cho em chơi. Đúng chưa? Anh em chúng ta chú ý thấy chưa? Chốt số ngày mùng 3 tháng 10. Đấy, bảy thủ lô 36 400 điểm và ghép xiên 36 12 36 21. Đấy và đặc biệt là 91 92 93 94 95. Đấy lúc 16 giờ 24 phút giờ rất rõ ràng nha anh em nhé. Giờ giấc vẫn còn nha. Đấy em tin tưởng ở anh. Đấy là lúc 16 giờ 25 phút. Lúc 18 giờ đây anh em chúng ta chú ý này. Cái câu đáp trả của em này. Lúc 18 giờ 32 phút sau khi bảng kết quả mở thưởng xong. Cảm ơn anh Dương nha này, được chưa? Như thế là đã mừng rồi. Anh em chúng ta chỉ cần nghe được rằng là khách hàng của mình chia sẻ cảm ơn anh nha là đã ok rồi chứ không cần nói nhiều nữa đúng không? Đấy thì chốt số ngày qua tháng 10 năm 2024 bảy thủ lô 36 thì mọi người cùng Dương kiểm điểm xem nó như thế nào. Ở cái bảng kết quả ngày mùng 3 tháng 10 năm 2024 nó rơi vào thứ 5 nhá. Đấy thứ 5 tuần này. Đấy thì 36 về phần bảy thủ lô có cho mọi người 36 ở giải 3.3 này, được chưa? 36 bảy thủ lô 400 điểm. Xin chúc mừng em. Về phần ghép xiên 36 12 và 36 21 thì Dương cũng điểm điểm rồi. Xịt 3 về phần phần xiên. Lại tiếp tục ăn ở đặc biệt nhá. 91 92 93 94 95 thì xin chúc mừng em là 94, lộ tôi mừng rỡ rồi. Đấy về phần bảy thủ lô 36 400 điểm. Và cũng là 94 về phần đặc biệt trong buổi tối của ngày hôm nay, ngày mùng 3 tháng 10 năm 2024. Đấy. Thì anh chị em nào thấy Dương chốt chuẩn, chốt chỉnh thì đừng tiếc gì cho Dương xin một nút like, một nút kênh và đừng quên ấn thêm một nút chuông bên cạnh để mỗi khi kênh của Dương ra video mới nhất mọi người có thể nhận được thông báo từ kênh của Dương nhé mọi người nhé. Đấy Dương cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Rồi ok thì anh em chúng ta cũng điểm qua sơ như vậy thôi, thì anh em chúng ta quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay. Dương sẽ chia sẻ cho mọi người cách bắt đường cầu đề đầu tiên, thì anh em chúng ta cùng Dương chú ý và cũng là cùng là nghe cái đường cầu của Dương. Anh em chúng ta hạn chế tua vào từ video ra tua vào từ video lại giúp Dương nhá. Anh em chúng ta không lên tua vào từ video giúp Dương. Đấy để tránh cái trường hợp là Dương nói anh em chúng ta không hiểu rõ rồi anh em chúng ta để nó nhỡ mất cơ hội mà Dương đang chia sẻ cho anh em thì anh em chúng ta lại không biết là từ đầu đuôi nó như thế nào. Được chưa? Thì đầu tiên Dương chia sẻ cho mọi người là đặc biệt chạm và chia ra về phần dàn đề, được chưa?
Về phần đặc biệt có cho mọi người là ở ngày mùng 1 tháng 10 năm 2024 đúng không? Đấy, dựa trên cái bảng kết quả này dự đoán sang ngày mùng 2 tháng 10 nhé mọi người nhé. Ở đặc biệt đúng không? Về phần 79 anh em chúng ta lấy tâm càng không của đặc biệt 79. Và anh em chúng ta lấy về phần chạm đặc biệt thứ hai là dãy 7. Ở dãy 7 được chưa? Dãy 7.4 là lô tô 56 mọi người bỏ 5 đầu lấy 6 đuôi. Làm chạm đặc biệt thứ hai được chưa? Đấy, đặc biệt chạm. Con không ở đây Dương kéo ra đây cho mọi người nhá. Rồi. Con 6 ở đây, Dương kéo lên đây. Được chưa ạ? Đấy, và Dương xin phép anh em Dương ghi rõ ràng đây nhá. Đặc biệt chạm đúng chưa? Biệt chạm này. Đấy, đặc biệt chạm. Rồi, phía dưới cũng vậy. Vẫn giữ nguyên như thế, đặc biệt chạm nha mọi người nhé. Đấy, rồi. Thì Dương cùng cắt bớt cái phần dư thừa này đi cho nó gọn gàng một chút. Cho anh em chúng ta có thể là dễ dàng nhận xét cái đường kèo. Dương chia sẻ cho mọi người như thế nào. Được chưa? Đấy, phía dưới này Dương cũng kéo xuống một chút cho anh em này. Anh em nó dễ nhận xét nhé. Cái dàn trên dàn dưới nó khác nhau. Đấy, Dương sẽ chia sẻ phân tích ra cho mọi người. Đầu tiên thì ở chạm đặc biệt đầu tiên là chạm không đúng không? Ở đâu mà có chạm không mọi người cũng biết rồi đúng không? Đấy thì Dương không nói nhiều nữa đúng không? Từ chạm không này Dương đưa ra cho mọi người chạm dàn đề như sau này. Mọi người chú ý và hạn chế nhé. Hạn chế tua vào từ video giúp Dương. Để tránh cái trường hợp là Dương nói anh em chúng ta lại tua vào từ video, anh em lại không không chú ý được cái đường cầu đường kèo mà Dương chia sẻ cho anh em, thì nhiều lúc anh em trách móc Dương là không hay, được chưa? Chạm không có cho bạn dàn đề là như sau: 020 này, 040 và cuối cùng là 070 nhé. Được cho anh em. Đấy là dàn đề đầu tiên mà Dương muốn chia sẻ tới tất cả anh em. Được chưa? Và đến với vị trí dàn đề thứ hai có cho mọi người như sau, chạm 6 đúng không? Thì từ này chạm 6 này Dương đưa ra cho mọi người dàn đề như sau, mọi người chú ý này. Từ này chạm 6 này. Dàn đề ở 686 này. 656 này và 636 được chưa? Đấy là dàn đề thứ hai mà Dương muốn chia sẻ tới tất cả mọi người. Anh em chúng ta cùng Dương di chuyển sang cái bảng kết quả ngày mùng 2 tháng 10 này. Được chưa ạ? Ngày mùng 2 tháng 10 nhá, đặc biệt 36 lỗ tương bừng rực rỡ đây rồi, mọi người thấy rõ ràng chưa? Đấy là cái đường cầu mà Dương muốn chia sẻ tới tất cả mọi người sớm nhất có thể cho mọi người tham khảo. Được chưa? 63. Đầu tiên ăn chạm 6 cho mọi người, được chưa? Đấy, rồi tiếp tục vẫn dư nguyên và xóa phần dư thừa phần cũ này đi. Và tiếp tục quay trở lại và chia sẻ vấn đề mới về phần mới cho tất cả mọi người nhé. Đầu tiên là chạm 1 đúng không? Chạm 1 này. Từ chạm 1 này Dương đưa ra cho mọi người tham khảo từ ngày mùng 10 đúng không? Ngày mùng 10 sang ngày mùng 2 sang ngày mùng 3 nhé. Đấy, ngày mùng 2 sang ngày mùng 3. Thì anh em chúng ta chú ý này. 14 41 này, 19 91 này và 15 51 được chưa? Đấy là dàn đề đầu tiên về phần chạm 1 mà Dương muốn chia sẻ cho mọi người. Và đến với vị trí chạm thứ hai thì sao? Có chứ, vậy là chạm 4 đúng không? Thì từ chạm 4 này Dương đưa ra cho mọi người tham khảo dàn đề như sau nhá. 454 này, 494 này và 414 nhé. Đấy là hai dàn đề mà dựa trên cái bảng kết quả ngày mùng 2 tháng 10 dự đoán sang ngày mùng 3 tháng 10, anh em chúng ta cùng Dương kiểm điểm nhé. Rồi, đặc biệt lỗ cho mọi người là về phần 94 rồi. Thì đấy, lại tiếp tục là ăn cho mọi người đặc biệt chạm là chạm 4 nhé. Ăn chạm 4 và ăn thẳng là 94, được chưa anh em? Đấy là cái dàn đề mà chuẩn chỉnh. Đấy, dàn đường cầu đề, cách bắt đường cầu đề cho mọi người. Rồi đến phần quan trọng nhất cho mọi người tham khảo vào ngày mai là ngày mùng 4 tháng 10.
Dương đưa ra cho mọi hai dàn đề tham khảo vào ngày mai nhé. Mọi người chú ý và lắng nghe giúp Dương này. Thì đầu tiên có cho mọi người là chặng 2 đúng không? Và từ chặng 2 này Dương đưa ra cho mọi người dàn đề như sau nhé. 292 này, 242 và 212. Được chưa anh em? 212 nhé. Đấy là cái dàn đề đầu tiên. Được chưa? Và tiếp theo có cho mọi người là chặng 8. Đấy, dàn đề chặng thứ hai. Từ cái chặng 8 này Dương đưa ra cho mọi dàn đề như sau này. 828 được chưa? 858 và cuối cùng là 808 mọi người ạ. Đấy. Đấy là hai dàn đề mà Dương muốn đưa ra cho mọi tham khảo ngày mai. Đầu tiên là chặng 2 thì có dàn đề cho mọi người là 292, 242 và 212. Được chưa? Và tiếp theo chặng thứ hai là chặng 8. Từ chặng 8 có cho mọi là 828, 858 và 808 mọi người nhé. Cho mọi người tham khảo vào ngày mai là ngày mùng 4 tháng 10 2024. Được chưa anh em? Đấy, ngày mai là ngày mùng 4 tháng 10 năm 2024. Đấy thì hai giả đề trên Dương đưa ra cho mọi người tham khảo vào ngày mai là ngày mùng 4 tháng 10 năm 2024, ngày giờ giấc giờ ghi rõ ràng ở đây. Thì anh em nào ở ngày mai trùng cầu kết cầu với Dương thì ngày mai anh em chúng ta có thể đánh mỗi con này là đánh hai dàn đề này, đánh mỗi con 5.000, 10.000. Còn không trùng không kết nha mọi người, dừng lại mức tham khảo giúp Dương. Còn anh chị em nào muốn nhận số chuẩn, số kín hơn nữa thì nhanh tay liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của Dương nhá, 0339762527, để được Dương tư vấn như đường cầu đường kèo chuẩn chỉnh cho tất cả mọi người và cũng là tất cả anh em chúng ta tham khảo hàng ngày nha mọi người nhá. Thì bây giờ tất cả anh em chúng ta cùng Dương đếm ngược 5 giây. Anh em nào trùng thì ngày mai lấy giấy bút ra ghi hoặc là chụp hình ảnh này lại để ngày mai đánh mỗi con 5.000, 10.000 nếu mà trùng cầu với Dương. Còn không trùng không kết mọi người dừng lại mức tham khảo. Và muốn nhận số chuẩn số kín như cái bạn khách hàng của Dương trong ngày hôm nay thì nhanh tay liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của Dương 0339762527. Và số này Dương hoàn toàn là không đăng ký dùng Zalo. Anh em chúng ta cứ gọi hoặc là nhắn tin trực tiếp qua cho Dương. Dương sẽ đưa số Zalo của Dương, số riêng của Dương cho tất cả mọi người kết bạn vào Zalo của Dương nha mọi người nhá. 5 4 3 2 1 rồi, ok, Dương cảm ơn tất cả mọi người và xóa đường cầu đề đi đi. Và quay trở lại tiếp tục chia sẻ cho mọi người đường cầu cách bắt lô tô, đúng không? Cách bắt đường cầu lô tô nhân nháy, nó 2 nháy, 3 nháy, 4 nháy tùy. Nếu mà nó ok thì nó sẽ lổ nhiều nháy hơn chứ không phải là 2-3 nháy nữa, được chưa? Thì anh em chúng ta hạn chế tua và tới video giúp Dương được chưa? Anh em chúng ta chú ý lắng nghe giúp Dương một chút đi. Anh em chúng ta hạn chế tua và tới video được chưa anh em? Thì sẽ có cho mọi người như sau này. Ở giải nhất bài chủ lô tô có cho mọi người đầu vào lô tô là 60 nhá. Đầu vào nhá, anh em chúng ta bỏ không đuôi lấy 6 đầu. Đầu vào lô tô 60 chứ không phải là lô tô 66 đâu. Được chưa anh em chúng ta hiểu chưa? Và tiếp theo ở giải 5.6 có cho mọi người lô tô là 93. Mọi người bỏ 9 đầu lấy 3 đuôi này. Thì anh em chúng ta có cho mọi người là hai con số đúng không? 6 và 3 mọi người kết hợp lại với nhau. Được chưa? Đấy. Giờ ghi... ghi rõ ràng ở đây thì có cho mọi cặp về phần loto. Loto nhân nháy đúng chưa? Là 636 này. 636 được chưa? Cho mọi người tham khảo vào ngày mai là ngày 2 tháng 10. Sang ngày hôm sau là ngày 2 tháng 10 nhá. Dựa trên cái bảng kết quả của ngày 1 tháng 10. Đấy anh em chúng ta cùng Dương di chuyển này nhá. Xem cái đường cầu loto nhân nháy nó như thế nào, nó có ok rực rỡ hay không. Lô tô 3663 có cho mọi người 36 ở đây. Được chưa? 63 có cho mọi người về phần 63 về phần đặc biệt đề. Được chưa anh em? Đấy anh em chúng ta có tham khảo, anh em chúng ta cũng biết nhá. Đấy lại tiếp tục lại xóa phần cũ này đi. Anh em chú ý và cùng lắng nghe cái đường cầu đường kèo Dương chia sẻ nhá. Tiếp tục anh em chúng ta vẫn giữ nguyên cái đường cầu như vậy. Dương đã ghi rõ cho anh em rồi, khoanh rõ ràng rồi. Anh em chúng ta chỉ việc tiếp tục khoanh lại là vào ngày mai kết hợp lại 232. Được chưa? Cho mọi người tham khảo sang ngày hôm sau lại là tiếp tục ngày mùng 3 tháng 10. Xem nó có tiếp tục lổ nhân nháy cho mọi người hay không. Cái đường cầu đường kèo này Dương nghiên cứu rất là lâu. Đấy. Dương tốn thời gian, Dương nghiên cứu đưa ra cho anh em chúng ta tham khảo. Anh em xem video đừng tiếc gì đó. Dương xin một like và cũng là một đuôi kênh nha anh em nhé. 2323 232 nháy và 32 một nháy nữa. Thì tổng cộng trong buổi tối ngày hôm nay cặp loto 3223 này, dựa trên cái bảng kết quả ngày mùng 2 tháng 10 dự đoán sang ngày mùng 3 tháng 10
có cho mọi người tổng cộng là 3 nháy mọi người nhá. Đây, và vẫn giữ nguyên cái đường cầu như vậy, anh em chúng ta lại tiếp tục có con 5 và con 2 cho mọi người tham khảo. Ngày mai là ngày bài quan trọng nhất cho mọi người tham khảo. 5 2 5. Chữ của Dương, số của Dương hơi xấu một chút, mong anh em có thông cảm giúp Dương. Đấy, được chưa? À, cho mọi người tham khảo sang ngày mùng 4 này. Tháng 10. Được chưa anh em? Đấy, ngày mùng 4 tháng 10 nhá. Cặp lô tô là 5 2 2 5. Thì ngày mai anh em nào trùng cầu kết cầu với Dương thì ngày mai anh em chúng ta đánh mỗi con là 5 điểm 10 điểm. Còn anh em nào không trùng không kết nhá, mọi người dừng lại mức tham khảo giúp Dương, không lên đánh to, không lên đánh lớn những con số trên đây của Dương nhá. Chỉ để mang tính chất tham khảo và cũng là minh họa mà thôi. Còn anh em chúng ta muốn nhận số chuẩn số kín nữa thì nhanh tay liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của Dương 0339762527. Được chưa? Anh em ra gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại của Dương. Và số này Dương không đăng ký dùng Zalo đâu anh em. Anh em ra đừng có kìm vào Zalo cho nó mất công nhá. Anh em ra gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp qua cho Dương, Dương sẽ gửi số Zalo của Dương. Số Zalo, số riêng của Dương nó sẽ khác và số gọi nó sẽ khác nhau nhá. Nó không là giống nhau đâu. Còn Dương hoàn toàn là không ghim Zalo ở trên bình luận hoặc là ở trên video. Anh em nào thấy số Zalo ghim ở phía bình luận, anh em không lên kết bạn vào đấy giúp Dương. Hiện nay nhá, có rất là nhiều người lừa đảo. Anh em chúng ta có cái số Zalo ở phía dưới đúng không? Anh em chúng ta ấn vào kết bạn vào, nó sẽ kiểm soát cái quyền điện thoại của anh em chúng ta. Nó sẽ rút hết tiền trong ngân hàng của anh em chúng ta. Thì Dương có cảnh báo anh em chúng ta ở trên đây luôn, anh em chúng ta hạn chế. Nếu mà có dòng bình luận là kết bạn Zalo, nhận số chuẩn số kín này kia, anh em ta không lấy kết bạn vào đấy, anh em chúng ta Dương nói rõ ràng rồi, Dương không bao giờ ghim số Zalo ở bình luận, Dương chỉ ghim số điện thoại của Dương nhá. Số Zalo hoàn toàn là không chính xác nhá, mọi người không liên kết bạn vào đấy giúp Dương, được chưa? Để tránh tiền mất tật mang. Dương đã nói rồi, ở trên cái YouTube này thì sạch xanh thì ít nhưng mà lý thông thì nhiều. Cho nên anh em ta không tin tưởng ai cả, được chưa? Còn những con số ở trên kênh của Dương, anh em ta chơi vui chơi văn nghệ, giải trí, xa đá bia buổi sáng, đá phút buổi sáng, cốc cà phê buổi tối, được chưa? Như vậy thôi, không cần nhiều. Còn đã và đang xa bờ bị cầu đánh số, cần những số chuẩn, số kín để đánh vào bờ thì nhanh tay liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của Dương 0339762527 hoặc là nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại của Dương cũng được nhá, để Dương hỗ trợ tất cả anh em chúng ta vào bờ một cách là dễ dàng nhất có thể, an toàn nhất có thể, được chưa? Đấy, thì Dương nói rồi, đánh gọi là vui chơi nhận văn nghệ nhỏ nhẹ thôi. Đấy, trúng thì chơi cho, mà không trúng chỉ là trò chơi thôi. Đấy, cũng không mất nhiều. Đấy, nếu trùng thì anh em ra mình đánh, không trùng không kết mọi người không nên đánh nhá. Đấy, rồi ok, thì bây giờ tất cả anh em chúng ta bỏ qua vị trí đường cầu lô, đúng chưa? Đấy, video tới đây thì anh em ra tham khảo ở Dương thì anh em ra biết Dương chốt số như thế nào rồi, đúng chưa? Anh em chúng ta nhìn khách hàng của Dương đây, đúng chưa? Ăn thẳng bạch thủ lô 36 400 điểm. Ghép xiên thì không tính trong ngày hôm nay rồi, ăn thẳng đặc biệt 94. Đúng chưa? Anh em chúng ta thấy chưa? Giờ rất đầy đủ nhá. Đây, lỗ xong. Em nhắn tin lúc 18 giờ 32 phút hôm nay. Em cảm ơn anh Dương nha. Được chưa? Em khá chi là bừng cho nên em mới nhắn tin cho Dương nhanh như thế, đúng chưa? Anh em hiểu chưa? Nếu mà anh em nào trùng cầu kết cầu với Dương thì đánh, muốn nhận số chuẩn số kín nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Dương nhé. Giờ giấc vẫn giữ nguyên đầy đủ, lúc 18 giờ 33 phút Dương mới chụp ảnh cơ. Được chưa? Đấy, em Trương Phương nhá. Rồi ok. Thì Dương cảm ơn tất cả mọi người và Dương sẽ cố gắng hàng ngày đưa ra những cái số chuẩn số kín cho mọi người chơi và mọi người tham khảo ngay. Vương xin chào và hẹn gặp lại anh em chúng ta vào những video tiếp theo. Dương cảm ơn anh em.